nhà và sau đó thì chú rể nắng từ nhà của mình lao sang đến để bắt trọn vẹn tướng quân. Càng ốp thì he he và chị mòi thăm càng bị đè, thề với các bạn luôn là như vậy. Vâng, thực tế bắt quân đã được dàn sẵn rồi. Vâng, lại tiếp tục vào dành cho he và xin lỗi he. Quên để lại những lượt like, lượt share ủng hộ cho game thủ U98. Bọn em chào anh Nam Phạm Hoàng ạ. Em chào anh Minh Cường, chào tất cả mọi người. Bọn em chào anh Bố Cú Ken. Bọn em chào anh Tâm Bibo và chào tất cả mọi người. Nhắc lại với anh em một lần nữa là em đang ngồi cùng với anh Gunny. Đang ngồi cùng với anh Gunny cũng đang có kèo ở đây. Và cũng như là vâng, kèo này là một cái kèo mà đang ngồi cùng với nhau nên chúng ta không thể nói to được. Em chỉ nói vừa đủ để cho mọi người nghe được thôi. Lát nữa nếu như anh Gunny xong kèo thì em sẽ bình luận to cho mọi người. Bây giờ thì em chỉ bình luận vừa phải, vừa đủ. Vâng. Ra ngoài sống phải tôn trọng người ta một chút xíu anh em ạ. Không tôn trọng. Vâng, ra ngoài mà không tôn trọng nhau là ăn đấm đấy anh em ạ. Người ta cũng đang đánh kèo làm ảnh hưởng người ta nhiều lắm. Vâng, trận thi đấu thứ hai chúng ta là Maxe dành cho U98 và Egypt dành cho Chim Sẻ. Bên kia là AC Max cần chặt. Max dành cho Chim Boy. Và AC dành cho He He, Chim Sẻ cầm Egypt và Maxe dành cho U98 kèo cần. Vâng, đợi em tí ạ, em đăng video lên cái. Em tải video lên cái nhé, đợi em tí anh em. Đăng tải video đã rồi quay trở lại với anh em ngay. Màn hình máy của game thủ 98 Maxe có hiệu đồng. Quả đồng mới là quả mấy. Đây là màn hình máy đến từ xe. Có đôi vòi dành cho Egypt, 4 con vòi dành cho Egypt luôn rồi. Vâng, tất nhiên là không phải là chậm quá mà căn bản là mình bình luận làm sao để cho kèo bên cạnh người ta còn đánh. Cho anh em nào chửi cũng được, rồi em chấp nhận thôi. Giờ em cũng không nhắc đến cái câu chuyện đấy nữa. Anh em muốn chửi, anh em không muốn nghe, anh không thể muốn em mic. Để anh em xem kèo, hoặc lát nữa anh em đợi fanpage của Chim Sẻ Nắng lên kênh em qua đó thì anh em đi bên Hải Myro. Vâng, quân thì cần. Những người cầm trận thi đấu này là Chim Sẻ với bài 4 vòi và hiệu đầu buồn. Một bài quả nữa thôi thì Sẻ sẽ có một bài ổn. Vâng, cho cái phút game xuống. Vâng, em cho cái phút game xuống rồi đấy. Có cái phút game rồi anh em. Vâng, cùng rời Egypt và cùng rời C từ điểm ban đầu là ngang phớ nhá. Vâng, nhưng đánh với lâu về dài còn cùng rời Egypt nó nhỉnh hơn gần như là hoàn toàn. Và cái thế mà Chim Sẻ Nắng là người cầm chủ lực nữa. Bài này 98 chỉ cần là một bài ổn và ôm tốt thời điểm ban đầu. Một bài chọc chéo dành cho game thủ Chim Sẻ Nắng thôi là tươi rồi. Bằng sẽ cơ cấu nhà cửa luôn. Con voi đầu tiên sẽ được đưa về nhà. Và lát nữa kèo anh Gunny xong thì em sẽ bình luận bình thường. Còn bây giờ thì em sẽ bình luận nhỏ và vừa phải để cho anh em đủ nghe thôi. Rất là xin lỗi anh em một lần nữa. Vâng, không bình luận to hơn được. Vâng, thời gian đầu thì AC nó sẽ nhỉnh hơn về khả năng phát triển. Thời gian đầu ấy thì nó sẽ nhỉnh hơn về khả năng phát triển. Nhưng so với chất cung thì ban đầu chỉ là ngang phớ mà thôi. Khi cùng rồi AC nó có thêm tốc độ bắn và khả năng phát triển của AC sẽ là nhỉnh hơn. Còn Egypt thì nó có 93 máu ở ngay điểm ban đầu rồi. Khi lên đầu máu xong và đánh với lâu về dài thì con Egypt nó sẽ nhỉnh hơn.
Thậm chí là kể cả cùng R-Hit ở trong cái map này thì chẳng nữa đi so sánh với cùng R của A-Hit thì cũng chỉ là bằng cửa dưới mà thôi. Bằng bài 4 vòi, hiếu 4 về và quả phụ có, và có thêm cả hiếu phụ, bài xẻ đang là bài rất mạnh. Chúng ta sẽ xem U98 em dai xem trận này. Quả phụ có rồi, một bài đến 2 bãi quả phụ, 2 bãi quả phụ và rất gần nhà của Hè. Sẽ phải kích sang đến 8-1x, 8-14 với 26 dân của Maxi. 8-1x 26 dân là ổn lắm rồi. Hiệu 7 về, hiệu 7 về và hai quả, như He dò lỗi quả. Gần như bài này He là người dò lỗi quả. 26 dân 17% mà không thấy bãi quả gần nhà. Chịu rồi nhá. Bằng 98 đã phải phi chết hai con sư tử để có thể ăn được bãi quả. He dò lỗi quả bài này rồi. Bài em chào anh Mai Nam Khánh và thank you anh đã ủng hộ cho game thủ 98 10 sao ạ. Bài em chào anh Trần Hữu Hiệp, em là JB. Bạn đây sẽ là gì? Bạn tất nhiên sẽ là BM và BL. AC bên này thì 98 sẽ phải là người ôm chết được con AC này là tươi. Và thậm chí cơ cấu về lâu về dài 98 còn có một cái khung luôn cả nhà. Và vàng trong luôn dành cho game thủ U98. Chưa lên đời dành cho game thủ Hello Chip Boy. Nên nhớ là chưa lên đời dành cho Chip Boy nha. He lên đời rồi vì đây là AC 14 10 tròn với 26 dân. Bãi vàng trong rất đẹp. Còn lực lực ăn hoang bên ngoài cũng là khá ổn. Chip Boy lên đời muộn nhất trong cái map này. Ba đồng dân làm vàng thời điểm đầu, chúng ta sẽ cắt bớt thêm dân về để có thể ăn vàng. Nâng cấp luôn chặt gỗ với ngoài đánh Maxi cực kỳ bá dành của 98, lượng lượng khỏe. Không sao, chỉ lên công thôi. Chỉ lên công thôi và map này chúng ta sẽ có y để rũi vào nhà của Egypt. Và chắc chắn nếu như không có mà không thủ được thì ban đầu thì còn vòng Maxi của Hero Chip Boy cũng sẽ rũi y vào nhà của chim xe. Đếm với màn hình máy của chim xe nắng để xem trận này, như vậy là xe mới là người đánh chém. Xe cũng đánh chém, đánh một bài hộ mã để one hit Maxi. Sẻ đánh chém, có người thấy nhà không khung, lưu tiêu một rừng để ôm bom được mát. Và đánh thế này thì kiểu gì cũng sẽ phải là có y để rũi lại, hoặc sẽ là 1L1A hoặc 1L2A đánh hôn mã. Chỉ 4 đồng dân đào vàng thôi, ra 1-2 con lạc đà thì điểm đầu có bánh xe rồi. Còn đây là màn hình máy đến từ Macedonia U98, khung nhà vào và có y ra để chờ với y với ACUA nào. AC vẫn đánh cùng dành cho He, gần như là He là một bài giật hốc vào phía trong góc 9 giờ. Và He không dò lên hướng mặt nhà của 98 để tìm ra cái bãi quả đó. Một y sẽ ra đều ở thời điểm ban đầu. Và sau đó thì kín nhà. Đây là y thứ hai dành cho game thủ 98. Ăn gỗ nào, 98 có chặt gỗ. Lực lực ăn hoang bên ngoài cũng đang là khá ổn. Quay trở lại với chim sẻ để xem sẻ có làm gì được vào nhà của 18 với một bài cấm Max Dương Nhàn của Hello Chip Boy, một bài lên đời muộn nhất bản đồ hay không. Thật ra nói lên những muộn nhất bản đồ ở trong cái map này thì là đúng, nhưng mà lên tại vì chúng ta lên đời quá sớm thôi, còn các game thủ khác lên đời quá sớm thôi, nên là Hello Chip Boy lên đời muộn là chuyện bình thường. Có y dành cho Chip Boy chó điên rồi, và một cái mà Maxi đang cùng gần như là kín bít nhà. Có đen không? Và Chip Boy có đen cái BB này ra không? Đen một cái thôi là lạc đà sồ vào ngay. Và như vậy là chỉ biệt chip rất tịch. Chỉ còn cách đó là đục mặt E để vào trong mà thôi. Có 98 đang ra ruộng trong nhà thoải mái, và bây giờ thì sẽ là y những con y trường đồng 2 hay y chạy đều. Một lượng lực ổn đã, 98 sẽ ra cho mình những con y trường đồng 3 sau. Đây trường đồng 3 rồi. Đã là trường đồng 3 mà hay y chạy đều rồi. Một con chém Maxi ở mặt dưới này như là He không biết và không để ý trong trận thi đấu này. Và ăn được hai dần, mất một con chém không sao, khiến họ mất tay mà không được đi quân là được rồi. Chúng ta rũ y vào thôi, cứ chảy y đều và rũ vào, và đừng bao giờ để cho He lọt được vào trong. He lọt được vào trong là 98 sẽ mất tham, mà dân Maxi là cái dân không bực xe. Tụ thật nhiều y, bây giờ tầm khoảng 10 con y thôi là 8 có thể bằng chảy bằng rũ chết nhà của AC này rồi. Bằng ra thêm ruộng chứ không phải là một bài y ba nhé em nhé. Lực lực không ổn để có thể ra y ba đâu. Trường đồng ba rồi, bây giờ cứ đánh thế thôi. Bằng
cứ điều ý làm sao tốt vào để có thể áp lực được những cái QR của AC, để cho bên này chim sẻ đang tìm một cách nào đó để có thể rũi được vào nhà của Macedonian để lấy tham, lọt vào nhà dành cho chim sẻ. Đã lọt vào trong và bây giờ thì ở nhà sẻ đang có QR để chơi với những con vâng y chỉ chiêng đồng hai của game thủ Chi Boy, và khả năng Chi Boy là người lên giáp trước. Sẻ sẽ phải đi tìm một điểm bãi gỗ khác để tránh tình trạng màu hai cũng đang bắn vào. 2L, 2A sẽ ra đều vào 1L. Bãi vàng của game thủ Chi Boy cho nên cũng đang không được ổn định cho lắm. Vâng, mang y về thủ. Có cùng là lọt vào đây là gần như vâng sẽ bay ngay. Họ đang muốn tạt sang nhà của chim sẻ. Họ lấy thả mấy gip trường. Cái thế ấy gip không đánh được cùng thì sẽ quyết định đánh một bài 1L, 2A. Vâng, đen bớt đi. Vậy e hơi nhiều. Vâng, thủ thoải mái, 98 phải khỏe ra. Và thậm chí đây là cái gì mà 98 đang vâng cơ cấu một cách khôn ngoan. Một cái y được xây sát mép bờ tường nhà của He để có thể rũi vào. Ba y đang được chảy đều và bây giờ sẽ là tình huống mà game thủ He sẽ không thể nào và ngờ được là 98 có một y ở mặt này. Họ đang thủ được nhiều cung R. Những con y chiêng đồng ba của Maxi nó lại đang là quá chỉ. Rất đồng cùng R của AC, một thể ép quân dành cho những người của E, chứ không phải là một thế mà E đang là người hoàng gia dân. Một bài giật hốc dành cho E. Đen BN giật hốc dành cho E. Bây giờ 10 con y cũng như là vài con lạc đà cũng như cung R của sẻ mà lọt được vào cái hốc này thì E sẽ bay. Vẫn là đôi tay thần thành ấy, E vẫn đang vẩy E một cách rất dị hợp. Vậy E không thấy bất kỳ một cái móng E nào cả, nâng cấp cả đào vàng lên. Vì nó đâm tuần này thì không bao giờ thủ được chưa. Có cả cung R của chim sẻ nắng đang ở đây nữa. Tham chỉ 27 thôi nhưng vẫn đang ổn định nhà. Và Maxe màu 7 cũng đang là một bài khá yếu so với quy định rồi. Và chúng ta biết cách để có thể giành chiến thắng. Và mặt này đã bùng. Và He He đã là người bay ra khỏi nhà. AC đã yếu, bây giờ chỉ còn quân. Còn 98 thì chưa mất bất kỳ một cái gì cả. Vâng, những con cuồng vâng chiêng, những con đi chiêng đầu ba của Maxi nó đang quá chỉ so với quy định, rũi nát nhà nát cửa ra đi anh em ơi. Lượng ruộng bây giờ là ổn lắm rồi. Xe cũng cần phải là người hồi ra và quay trở lại để ôm chết Chi Boy chó điên với bài cầm Maxi lần thứ 7. Vâng, giật hết vào phía trong, tụ lại 20 con đi và rũi vào. Tụ lại 20 con đi và rũi vào hoặc là nâng công 4. Nâng công 4 luôn em. À, cũng chơi y dành cho Chi Boy, bây giờ thì mình sẽ lên giáp. Vâng, He đang mất dân mà He không để ý này. Chi Boy chuyển sang đánh y rồi. Đánh một bài châu y rồi. Vâng, He đang mất quá nhiều dân mà He không để ý. Một tình huống mà bây giờ thì màu 7 Chi Boy đang có 4 chém để có thể đục vào nhà của 98. Để đục vào là em chết. Không được để đục vào. Vâng, 2 y ra đều, 1 y ở sát mép bản đồ vẫn có thể ra được. Để có thể rũi vào khiến cho game thủ E mất tay. Xe cần phải nở ra. Tham 30 trên 40. Quản lại game thủ Chi Boy một lần nữa. Chúng ta có thế bỏ nhà được. Bỏ nhà để đánh feed Maxi, để Maxi không có một lực ổn để có thể chảy được y. Là tươi. Họ không có y kết hợp cùng với những con cùng R của AC là tươi lắm rồi. Đốt E và lao vào. Vẫn đang chảy 3 và 1 lò đều. Vẫn đang chỉ là chiêng đồng 2 và có giáp dành cho game thủ Hello Chi Boy mà vừa lọt vào trong cùng AC. Bây giờ nó vào nó bắn thì dân có mặt chạy bằng rời. Tôi đố chạy nổi luôn đấy. Bên này 98, tham 38 thôi. Những quân đi của Maxi đang quá chỉ so với quy định. He He đang là người cụ được quân. Nhưng chắc ở thời điểm hiện tại bây giờ He chỉ còn quân thôi. Và dân của He cũng đang dần hết được thời gian rồi. Tụ đi ở nhà lại. Họ mà ốp lên chúng ta phải kéo cả chim sẻ nó về. Vâng, nhà có He bay hết. Tình huống giật hốc vào phía trong. Họ muốn ốp. Mặt E sẽ là điểm đầu tiên mà họ sẽ ốp vào để ăn dần. Họ sẽ lách vào để ăn dần vào mặt E. Tôi biết điều đó. Nhưng không làm gì được vì đây là dân Maxi. Tôi biết điều đó nhưng không làm gì được. Và tờ này khi mà để cho E lọt vào thì Nam sẽ mất thảm. Chắc chắn để lọt vào thì Nam sẽ mất thảm. Nhưng E đang không để ý ở nhà. Giật tiếp dân ở ngoài em ơi. Mất lực là em không ra được y nữa là thua. Xe cần phải bắn fit game thủ màu 7 trước đi đã. Vào bắt từng quân ở phía trong, tham 40 dành cho xe. Bây giờ xe sẽ nhồi đồ lại cho 98 để 98 nở quân ở nhà đang bị những con y của màu 7 và 1-2 con nó lọt vào.
Đã có quá đông quân dành cho game thủ hè hè để có thể chơi được vào nhà của game thủ U98. Họ đang muốn ốp tuần cuối cùng. Ốp tuần này tôi nghĩ là tham tham Maxe không mất là thắng. 98 bo lại nhà ngay. Vâng, bây giờ bo lại nhà ngay. Còn là nhồi đồ cho chim sẻ ở thời điểm này để chim sẻ nắng nở ra tham 35. Bắt hết chém hết đi của 7 đi, 7 gần như là fit rồi đấy. 7 gần như là fit rồi đấy, tham ta đang đè, rất đè. Hai nhà còn tham, tham 98 còn 26. Bãi vàng bên trong vẫn chưa hết, vẫn là còn một mỏm. Vâng, he thì bay bụng hết nhà rồi, còn nguyên quân rồi. He còn nguyên quân rồi. Vâng, đâm nhà BA nào. Đâm nổ tung hết ruộng hết nhà BA và đứng một cái thế y thủ ở nhà cho anh. Phải đẩy. Quay trở lại với sẻ. Đang hơi loạn lạc một chút xíu khi những con y của chi bò cho điện và những con chém đang khiến cho sẻ hơi mất tay một chút xíu. Không sao cả. Mang về bắt thôi. Còn một con chém nữa. Màu 7 gần như là fit 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 rồi. Vậy e rát dành cho chim sẻ để bắt nốt con chém để cho chi bò khỏi có thế đi quản luôn cho nó mát. Ôi, nó chém đấy còn một máu chứ không sợ đâu, không sợ. Nở lại nào sẻ. Còn số lượng quần này của sẻ kết hợp với những con ì của U98 thề luôn là bên phía đối phương chẳng lấy cái gì ra để mà ốp được cả. Nhưng đừng để mất dần. Lại là một lần nữa mà game thủ E lại đi vào cái vòng, lại đi vào cái cuồng quay của game thủ chim sẻ và 98 liên tục lừa cho E vào trong nhà. Và sau đó thì chim sẻ nắng từ nhà của mình lao sang để có thể bắt trọn vẹn tuyệt quân. Càng ốp thì E và chim boy tham càng bị đè. Thề với các bạn luôn là như vậy. Vâng, kinh tế bất quân đã được dàn sẵn rồi. Vâng, lại tiếp tục vào dành cho He. Và xin lỗi He là He chỉ có mất quân thôi. He sẽ không ăn được bất kỳ một cái gì. Vâng, He đang bị lừa một cách phải nói là thật sự nhục nhã. Tham 19 nhưng 98 còn dân để có thể nở lại. Đang có 600 vàng, không sợ. Chỉ cần làm được ruộng thôi và cơ cấu lại kín nhà sẻ cho người bơm gỗ cho. Tham 37 vẩy E liên tục với những cuộc cung rờ của Egip đến từ chim sẻ. Nàng không có tí đường chạy này nào dành cho game thủ E cả. Bây giờ thì Y của 7 lại tiếp tục đốt sang bên này. Chúng ta đang có đến hai đạo quân dành cho chim sẻ. Cần phải điều tốt sẻ ơi, họ đang muốn ốp vào nhà của sẻ chứ không phải là muốn chơi vào nhà của U98. Và tỷ số được nâng lên là 2-0 vào trong trận đấu đầu tiên này. Và chúng ta sẽ cùng đến với lượt trận thi đấu tiếp theo, chung kết dành cho E và chim boy. Cảm giác trận thi đấu này chúng ta là anh.